và lốp của con Kia Morning nha các bạn. Vài lốp sau nha em nha. Này tháo nhanh nhỉ. Đây à, đinh đây à. Đây gầm giảm sóc còn chiếc thứ này vẫn còn ngon. Xe Kia Morning các bạn. Thì vá lốp con xe này bị dính đinh nha. Cái này thay chân van được em nhỉ? Thay chân van nhôm ấy nhỉ? Cái này chân van em kiểm tra xem anh có bị lỗi không, thay cái chân. À như chân này vẫn còn căng. Cái chân này chắc là còn ngon nhỉ? Chân này ngon. Chứ anh thay cái chân van mà. Chân này chắc cũng ngon lắm. Ô thế sửa bên kia bỏ rồi em? Sửa bên kia? Kia đóng cửa anh ạ. Năm dưới là bọn em đóng cửa bên kia. Cái gì cơ? Năm dưới là bọn em nghỉ. À năm người bên kia bây giờ sửa này làm bên này. Bên này là làm thêm luôn. Mình giấu kia tí lại cân bằng lại. Mày mong hiện đại luôn. Không phải khói anh. Mấy mùi đấy, khử mùi à? Cho xe lấy tiền này.
Vá giờ bao tiền nhỉ? 50.000. Bên này 50 lần trước bán với bà bên kia 30 mà. Ở trên dưới 50 thì biết giá đâu. Anh toàn vá 30.000 thôi. Báo chủ. Đây vá 30.000 hay 50.000 này. 30.000. Xưởng này xưởng mới. À, xưởng này xưởng mới à? Lọ này như của Nhật thì phải đúng không? Vâng. Chưa anh xem. Maruni à mà Nhật. Maruni à. Cái này yên tâm quá nhỉ. Bảo hành khi nào thay lốp thì thôi. Đúng rồi. Em vá đây nhiều lần rồi. Miếng vá xịn này, keo xịn thì bao giờ mới hỏng rồi. Ở nhưng mà vừa lấy em kéo cái miếng chì ra giờ nó mất cân bằng động rồi. Anh tháo lốp ra là mất rồi. Bảo đánh dấu vào, bảo đánh dấu vào, đánh mình đánh dấu vào chứ. Hết rồi sao em ơi? Mình đánh dấu vào chứ. Tháo lốp nó phải là răng nó mất. Ờ không, mình đánh dấu mình kẹp lại được chứ làm sao mất được, vì lốp này đánh dấu được. Bên này có liter cho em. Có liter hết à? Tí cân lại bốn anh bốn quả lốp luôn. Sửa bên này là xịn hơn sửa bên kia ấy nhỉ? Hai cân ba, ờ hai cân ba rồi em.
Đấy, nhâm rồi, xong rồi, ngon rồi. Lốp này của mình là lốp Good Ear các bạn. Lốp này hơi ồn nhưng mà đi cũng tạm được, kể là cái lốp Michelin thì sẽ tốt hơn. Giờ mình sẽ cân lại 4 quả lốp này bằng bơm bằng liter luôn. Vá 30.000. Hôm trước các bạn nào bảo là mình vá 50.000 này. À, chuyên vá 50.000, mình cũng có vá chỉ có 30.000 thôi mà. Sẽ phải cân lại. Rồi, ngon rồi. Cân cân này anh có 3 quả kia luôn nhá. Cân anh 3 quả kia liter 2 cân 4, 2 cân 3 luôn. Rồi, sau đây mình sẽ bơm liter cân 4 quả là 2 cân 3 luôn các bạn. Thì cái này là bơm trước mình bơm là bơm khí nên là mình xả nó hết ra bơm lại liter. Xả hết ra để bơm lại 100% liter các bạn nhé. Liter thì đi trời nắng nóng thì nó không bị dán lở, với hai là không có nước tách nước, không bị han vành. Hai cân ba này rồi. Rồi, vậy là mình đã vá xong cái xe rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá.